Sau đây Linh sẽ hướng dẫn cho mọi người phần 2 thực hành thao tác kịch bản chatbot trên phần mềm ATBK Pro nhé. Để sử dụng phần mềm ATBK Pro, mọi người sẽ bước vào trang atbk.vn nhé. Ở đây mọi người sẽ search trên website. Đây. Trên website atbk.vn. Sau mọi người bấm vào mục sản phẩm nhé. Sau mọi người sẽ chọn ATBK Pro. Sau đó mọi người sẽ bấm vào chữ dùng thử miễn phí nhé. Hoặc mọi người sẽ truy cập trực tiếp vào cái link này luôn, my.atbk.vn. Đến đây mọi người điền thông tin của mình nhé, như tên công ty, ATBK, số điện thoại, email. Bấm hoàn tất được hoặc tham gia công ty khác. Dành cho trường hợp là mình sẽ nói rõ phần sau, dành cho trường hợp mà mình có mã tham gia của một công ty trên hệ thống ATBK thì mình bấm vào đây thì nhập cái mã đó là vô được. Không thì mình sẽ bấm vào tạo công ty mới lúc nãy. Bấm hoàn tất. Là giao diện của phần mềm nhé. Hiện tại thì Linh đang quản lý rất là nhiều fanpage. Ở trên phần mềm mình có hỗ trợ quản lý nhiều fanpage cùng một lúc luôn nhé. Mọi người thấy tính năng giao, đây là tính năng giao diện của phần mềm nhé mọi người. Ở thứ nhất là hộp thư là quản lý inbox ở tất cả các fanpage. Ở đây là mọi người có thể quản lý nhiều fanpage cùng một lúc nhé, giúp cho mình không bị bỏ sót khách hàng hay là mình bị miss thông tin khách hàng. Chỉ cần trên một thao diện chat thôi là mình có thể thấy được tất cả khách hàng luôn. Thứ hai là phân tích, đây là phân tích về các đơn hàng có, rồi phân tích sự phản hồi của nhân viên, rồi doanh số tạo ra một ngày bao nhiêu, rồi có bao nhiêu khách hàng, rồi có bao nhiêu khách hàng, rồi còn doanh thu mỗi ngày như thế nào, đều có hết trong các bạn này nhé. Kênh thì sẽ hỗ trợ quản lý kênh fanpage, rồi kênh Shopee, rồi cái tổng đài thì sắp tới ATBK sẽ tích hợp thêm tính năng tổng đài, gọi chốt cho mình cái việc gọi điện cho khách hàng dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian và chi phí. Tiếp theo là chatbot sẽ hỗ trợ cho mình trong việc tạo kịch bản chatbot, rồi tạo tin nhắn hàng loạt, rồi tạo các công mẫu chờ nhanh để giúp mình tiết kiệm thời gian trong việc tư vấn khách hàng. Phần tiếp theo là bán hàng, đây là mình sẽ lên đơn hàng rồi lên các sản phẩm và các giao diện đồng bộ với bên các giao hàng. Quản lý thì mình sẽ có quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, cài đặt gồm có cài đặt phễu, cài đặt tắt khách hàng, rồi thuộc tính, phương thức thanh toán. Rồi thanh toán thì mình có, đây là dành cho thanh toán phần mềm nhé.